Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ show kho đồ cấp mới của mình. Và anh em có nhìn cái gì đây không ạ? Đây là móng vuốt rồng và bên VNG đặt tên là Dragon Cloud. Chúng tôi gọi đây là chất đến từng móng vuốt. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào xem cái kho đồ. Kho đồ của mình thì cũng từng này thôi. Đấy. Update thêm cây M4 quái thú vô hình và MSG 90 bit. Và đu Uzi. Đấy, thì được từng đấy đồ thôi. Những cái đồ mới thì nó đã áp vào. Mình cứ tưởng là được dép Mobitong cơ. Thì email là không có cây dép nào đấy, nên không làm được. Mình cứ tưởng là đang hóng cây dép nào. Thì email nào nó áp đúng cây Dragon Cloud này cũng tuyệt vời. Cây này chắc chắn là sau này sẽ nằm trong boss rồng AI, rồng ba đầu. Rồi, chắc là những cái món đồ mà update cho YouTuber thì chắc chắn là sẽ có sớm thôi. Rồi, đây là toàn bộ kho đồ của mình. Cũng là đồ ngày. Cũng 90 ngày. Đấy, còn món này bao nhiêu? Rồi, tất cả đều chỉ là 90 ngày. Còn mấy cái món đồ cũ thì có 36 ngày thôi. Đèn, chúng ta sẽ cùng vào test cây vuốt rồng và test đua Uzi. Đấy, đua Uzi bắn đông người nó bá lắm anh em ạ. Bật chế độ bắn chùm lên phải gọi là bá con nhà Bắc Đạo. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng test cây này trước. Và chúng ta sẽ test lần lượt từng cây đua Uzi với lại quái thú vô hình. Thế thôi. Ok, nãy thì mình cũng có test thử rồi. Thực sự nó rất là khắm. Tại vì vào đây toàn rìu VIP level 2. Nó chém cho mình sấp mặt lờ ạ. Đấy, vừa nhắc xong có hai thằng cầm rìu VIP level 2 đứng vờn nhau. Trời, vờn nhau như mèo vờn chuột. Rồi, một thằng rồi, thôi xong rồi. Con chuột nó đã đi rồi. Mèo biết làm phải làm như thế nào đây. Đấy, phải làm như nào? Phải tiếp tục là nằm xuống để cho đi một cặp chứ. Này thì đúng rồi. Hay lắm DM. Đúng rồi. Thằng kia tự dưng rồi. Cái gì đấy? Tự dưng lao vào mồm mình chứ này. Rồi tự dưng trơ mồm mà hàng nó cứ nhảy vào mồm mình. Bảo sao em không ăn? Rồi cái gì đấy? Từ từ thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Rồi xem nào. Xem nào. Đúng rồi. Trời ơi, nó cầm cái rìu VIP mà nó chém ngang cỡ đấy. Bảo làm sao? Hay lắm. Rồi đi phải ngước nhìn nhá. Nhìn xung quanh nhá. Không nhìn là chết đấy. Rồi tôi xong rồi. Phát đấy chém mít. Úi dồi. Chỉ là chém mít thôi mà. Hai thằng nó đuổi theo. Nó quyết tâm là hiếp SML. Rồi hay lắm. Hai thằng điều VIP thôi. Nó thấy cái vuốt rồng. Nó thấy đẹp quá. Thế mèo nó chém thằng vuốt rồng thôi. Thôi 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 xong rồi. Từ từ hả. Bình tĩnh. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh xem nào. Sao lại mình là tâm điểm chú ý thế này? Nó thấy cái vuốt rồng là nó thấy lạ rồi. Mà lạ thì sẽ là chết. Đây. Rồi tôi xong rồi. Chém toàn mít thế này. Mình mới test sơ sơ nên chém không được tốt lắm. Rồi cái này mà chơi lâu lâu một tí quen cái đường chém của nó thì bá phải biết đấy. Rồi, không bá. Bá không hơn review VIP level 2. Nhưng cũng thuộc dạng là trâu bò. Rồi cái gì đấy. Lại nguy hiểm. Rồi lại đây, lại đây. Tao sợ mày quá cơ. Rồi. Rồi tôi xong rồi, biết ngay. Cái thằng review VIP level 2 mà chém biết đường ấy. Nó phải gọi là cân cả map. Cân cả map rồi, tôi xong rồi. Thằng kia nó cầm review VIP level 2, nó chém một hồi nó chán và bây giờ nó chuyển sang Kuribis và tiếp tục là nằm xuống tiếp. Rồi, cho dù bạn chuyển sang cái món đồ gì thì nó cũng phải nằm xuống thôi. Tại vì bạn có duyên với run đất rồi. Với run với đất thì đó là cái nhà của bạn, nên bạn phải xuống thôi. Rồi bây giờ thì bạn có bật tính năng hack thì nó cũng vẫn thế thôi bạn ơi. Rồi lại đây. Tao sợ mày quá đấy. Lại đây nào. Đúng rồi, 10 kill. Rồi thôi xong rồi, gặp đúng cái thằng thủ. Mấy cái thằng mà con thủ như này nó khó giết vừa lợi. Úi dồi, nó khó giết lắm anh em ạ. Rồi, đã thế lâu lâu ấy, có mấy thằng nó vào nó mút hàng. Trâu bò đang hút nhau mà ruồi muỗi nó cứ thích bầu lại. DM các thím đấy, có sai đâu. Đấy, ruồi muỗi mà bầu lại thì cứ xác định là sấp mặt thôi. Mọi đen vực cơ lơ ạ. Rồi, 2, 3 thằng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Vờn là vờn những cái thằng bên ngoài thôi. Úi dồi, thôi xong rồi. Nó nhét vào mồm mà tự dưng mồm mình bé quá không ăn được. Đen. Vờn là vờn mấy cái thằng mà không để ý thôi. Chứ mấy cái thằng mà nó nhìn mình ấy, nó công thủ kinh lắm. Úi dồi, lừa tình này.
bạn AFK lừa tình, rồi bạn ghê quá, rồi thanh niên AFK dụ này thì dụ này, bố sợ mày quá đấy. Đây xem nào, rồi cái gì đấy, bình tĩnh bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, nghe tao nói đây, tất cả cút cút hết ra để tao thể hiện. Rồi gì đấy, thanh niên bay vào chém như thần ạ. Bảo sao em không sợ? Thôi, chưa biết đường nào, thằng nào hay hơn thằng nào, mà cứ lao vào chém như thần cái đã. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Chém như thần cái đã, rồi tính sau. Rồi, thôi, 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 thôi. Thôi, 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 thôi. Rồi, từ từ anh em ơi. Chém nãy giờ không chết thằng nào là biết đấy. Em hơi bị khoai. Rồi, mình nói có sai đâu. Cái thằng cầm quán VIP thì bây giờ chuyển sang bật tính năng hack thì nó cũng thế thôi. Úi dồi, mày đấy, phá đấy mày đấy. Mình không biết tại sao phá đấy chém bị hụt. Và đấy mình đã dí vào cái mặt của, dí vào cái bản mặt của cái tay gót rồi. Thế mèo là không chết. Rồi, nhiều pha mình chém không quen ấy, dí vào mặt rồi không chết. Khô lời. Đấy, lại đây. Lại đây. Lại đây mấy cưng. Đâu rồi? Rồi, hết rồi, đèn thế à rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng qua test tiếp. Qua test tiếp nào. Ui, xong rồi. Chán thế. Trận này chắc mình chết hơi bị ít nhở. Bọn kia chết nhiều. Ok thì mình sẽ test cây M4 quay thú vô hình nhá. Nãy thì mình chỉ muốn test cận chiến thôi. Thế mèo ấn nhầm nút nguồn và tắt luôn. Mình cứ tính là làm chỉ làm một cái cận chiến. Bây giờ thì làm thêm cây M4 quay thú vô hình. Còn cây đua TMP VIP thì anh em cũng biết rồi. Nó rất là mạnh và mình bắn cũng rất là nhiều. Nên chắc là mình sẽ không test. Còn cây này mình chưa có bao giờ test bên này. Rồi, móc này. Tao sợ mày quá cơ. Mấy cái bạn ở cầm sniper vào đây thì cứ như là miếng mồi ngon để chúng mình hút. Đấy, bạn là một con mồi cực kỳ thơm, béo bở và hàng dĩ ăn. Tanker mà cứ đem vào đây thì cứ xác định là chúng tôi sẽ bán hành. Nhà bạn thiếu hành ư? Chúng tôi có rất là nhiều. Đây rồi, còn một tí máu thôi nên mình sẽ không kiểu solo ấy. Thấy già thanh niên mới vào ngáo ngơ, chưa biết mình đang đi đâu về đâu và ăn nguyên một mả đạn của NET rồi. Đèn há đủ gì đấy, bình tĩnh bạn ơi. Thôi xong rồi, lục địa glory này, à cái bộ glory mình cũng có cây đấy, cái khẩu M4 thôi chứ còn DE hình như là có hay sao ấy, mình cũng không nhớ nữa. Tại vì cái set đấy thì khi mà các bạn login lúc đầu update thì nó có và mình thấy rồi nhưng mình không nhận, mình tính để vào update rồi làm clip là nhận luôn. Thế mèo nào nó đổi sang mấy cái khẩu súng khác với cây, mình lúc đầu thấy vào như thế và phát sau phát ra vào lại thì thấy khẩu M4 file. Ui, móc lốp này. Và tiếp tục thì nó đổi sang M4 Red. Và cuối cùng hình như là cây AN94 AZ hay sao ấy. Mình có nhớ là như thế. Nhưng không biết là có chuẩn xác hay không. Ở những ai mà update thì sẽ biết thôi. Cái lúc đầu update ấy. Còn đoạn sau thì chắc chắn thì nó là một khẩu súng rồi. Cây M4 VIP này thì nó rất là mạnh. Nó gợi cho mình một cảm giác, phải gọi là cực kỳ hổ báo khi mà cầm em nó. Ấy, phải gọi là không coi A là gì. Nói hơi hổ báo tí thôi chứ cầm cây này nó bựa vãi. Cái skin của nó đã ẩn chứa nhiều thứ bên trong rồi. Và cái sức mạnh của nó cũng rất là mạnh. Khi bắn ra thì nó có cái tia lửa chóe làm cho mình cảm giác là rất là phấn khích khi mà bắn người. Đấy, còn có Q-Mark nữa. Q-Mark cũng khá là đẹp thôi chứ theo mình thì cũng bình thường. Đấy, úi dồi, hàng đây này. Ơ, đùa bố à? Úi dồi, sấy cỡ đấy không chết. Không trúng một viên luôn ạ. Bị mệnh. Đèn thế à rồi. Cái gì đấy, lại sniper. Bạn ơi, bạn thiếu anh, nhà bạn thiếu anh hay sao ấy? Cứ vào đây làm gì? Mang sniper vào thể hiện đẳng cấp. Ôi, biết ngay có thằng móc lốp. Mình đi không kịp là anh em cứ cứ xem như kiểu là đi chưa hết cái đoạn đường đấy là sẽ có thằng lòi ra bắn bạn ngay. Bị mệnh. Rồi, tôi xong rồi.
Thanh niên mới lòi từ cái cửa ra, chưa kịp định hình xung quanh mình có những ai và có những gì. Đây rồi, lại thanh niên nữa. Đen thế à bạn ơi? Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng mấy thằng này chuyên môn là bị móc lốp. Úi dồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ xem nào. Úi dồi, làm cái gì đấy? Thầy đạn, cứ như là Battleground ấy. Ngồi thầy đạn giữa thiên thanh thiên bật nhật. Chúng tôi đứng xung quanh rất là đông. Úi dồi, không để ý á. Rồi nó đi từ dưới lên, mệnh nó nữa. Cái gì đấy? Lao đầu vào, bảo sao người ta không bắn. Đây rồi. Này lại hồi sinh phía sau này. Hay lắm DM. Rồi. Úi dồi, biết ngay. Các bạn thấy có sai không ạ? Mình cứ nghĩ là mình thoát rồi. Thế mèo mình đi luôn. Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Cho mình định hình cái đã. Rồi tôi xong rồi, hai thằng một lúc. Hai thằng đè một. Còn một mạng nữa là mình kết thúc rồi mà. Nó làm như này. Và chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.